Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với video của kênh Social TV. Tiếp tục cập nhật tin tức nóng hổi để ông bà cô chú chúng ta cùng biết nhé. Mới đây Phạm Tuyết Nhung sau khi đi tập vợt ở show chuẩn bị show Cần Thơ về thì em ấy là tranh thủ đi đến phường An Nhiên để make up cho kịp đêm diễn tối đêm nay ngày 11 tháng 4, đêm diễn sinh nhật của ba Mạnh Quỳnh cũng như là gặp gỡ fan hâm mộ. Buổi fan meeting đặc biệt được tổ chức tại vườn An Nhiên và sân khấu ngoài trời được đặt ở chính giữa hồ bơi. Phải nói là sân khấu này cực kỳ lung linh, hiệu ứng ánh đèn sân khấu rất là đẹp. Vì thế fan hâm mộ ai nấy cũng nô nức để có được một chiếc vé xem show này. Tuyết Nhung có chia sẻ như thế này: em đã sẵn sàng trước tận 3 tiếng đồng hồ để gặp cả nhà rồi nè. Cả nhà đã mua vé hết chưa ạ? Phạm Tuyết Nhung đã được anh make up Đan Lê hôm nay make up Phạm Tuyết Nhung thành một cô công chúa tóc xù xinh đẹp. Và đặc biệt bộ áo dài Phạm Tuyết Nhung mang cũng hoàn toàn rất là mới, màu rất là nhã nhặn. Khi Tuyết Nhung chia sẻ hai bức ảnh sau khi make up xong, fan hâm mộ thì một fan trầm trồ trước vẻ xinh đẹp của cô bé Tuyết Nhung này, để lại những bình luận cực kỳ dễ thương. Đặc biệt Phạm Thiên Ngân cũng đã vào để lại lời khen xinh lắm nha. Fan hâm mộ Tuyết Nhung thì phải để lại những bình luận khen vẻ đẹp trong sáng của Tuyết Nhung. Đó là những thông tin mới nhất Tuyết Nhung chia sẻ tới fan hâm mộ của mình. Riêng bé Út Phạm Thiên Ngân cũng đã sẵn sàng cho đêm diễn tối đêm nay tại vườn An Nhiên cùng với chị Tuyết Nhung và ba Mạnh Quỳnh cũng như các anh chị khác. Trên phần story của trang fanpage cá nhân của mình, Thiên Ngân chia sẻ hai bức ảnh. Một bức ảnh là cùng anh Duy Juno đang đứng trước bàn thờ của mẹ tại Tư Gia, và đó chính là ngày 10 tháng 4, hai bạn trẻ đã về nhà mẹ để chúc mừng sinh nhật cho mẹ. Và một bức ảnh Phạm Thiên Ngân đã trang điểm rồi. Phải nói Thiên Ngân cũng mặc một bộ cánh áo dài rất là đẹp. Và một bức ảnh mà Thiên Ngân chia sẻ làm người hâm mộ thích thú, đó chính là bức ảnh Thiên Ngân và Duy Juno đang đứng trước bàn thờ của mẹ. Và Thiên Ngân có chia sẻ là nhờ anh Quỳnh Đức Duy chỉnh bắp tay và cái kết. Một bức ảnh cực kỳ có nét là đã chỉnh sửa, mà chỉnh sửa đến nỗi trông rất là dị kỳ nên fan hâm mộ cũng thêm thích thú. Trước đó thì Phạm Tuyết Nhung cũng chia sẻ bức ảnh ở tại nhà của mẹ Phi Nhung. Phạm Tuyết Nhung cùng với bé Phi Như chụp ảnh trước bàn thờ mẹ. Và như chúng ta đã biết, đêm qua là một đêm cực kỳ đặc biệt. Những ai là fan hâm mộ của chị hai đã có một đêm rất là nhiều kỷ niệm. Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi tổ chức sinh nhật cho chị hai. Ở chùa Pháp Lạc cũng có tổ chức sinh nhật cho chị. Và ai nấy cũng đều xúc động trước những lời chia sẻ tâm sự của đàn con của chị. Và ngay cả cô Trang là mẹ của Trường Sang cũng chia sẻ những bức ảnh Trường Sang, Trường Huy. Tuyết Nhung tranh thủ đứng trước bàn thờ chị hai Phi Nhung để thắp nhang mừng sinh nhật cho chị hai. Và sau đó công việc tới tấp như vậy, mọi người cũng phải tập dượt để chuẩn bị cho đêm nhạc 11 tháng 4 là tối đêm nay. Hiện tại thì các bạn trẻ Quỳnh Trang, Duy Juno, Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Trường Sang, Trường Huy đã sẵn sàng cho đêm diễn mừng sinh nhật của danh ca Mạnh Quỳnh. Vậy là trước khi show ở tại vườn An Nhiên diễn ra thì tất cả đàn gà con cũng như ekip của Mạnh Quỳnh đã ghé về nhà của chị hai Phi Nhung cùng nhau chúc mừng sinh nhật chị, và mọi người đều thắp nhang tưởng nhớ đến chị. Diễm Phạm có chia sẻ một bức ảnh hội ngộ cùng với mẹ Trường Sang và ca sĩ Mạnh Quỳnh ở tại vườn An Nhiên, và mọi người đã có một buổi tổng duyệt chương trình trước khi đêm nhạc 11 tháng 4 diễn ra. Đây là một buổi chúc mừng sinh nhật của nam danh ca Mạnh Quỳnh, cũng là một buổi hứa hẹn gặp gỡ
các fan trong FC của Mạnh Quỳnh. Và đặc biệt trong chương trình, theo như hứa hẹn từ trước, sẽ có nhiều điều rất là hấp dẫn dành cho khán thính giả đến xem. Hiện tại thì Vườn An Nhiên cũng đã chia sẻ loading 99% rồi cả nhà ơi. Nhanh chân đến ngay Vườn An Nhiên để đăng ký tham gia sinh nhật của anh Ai Mạnh Quỳnh, nhà cả nhà. Địa chỉ là 485 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và theo chia sẻ từ FC của Mạnh Quỳnh thì chương trình này không có bán vé, chỉ là phụ thu tiền nước và tiền thức ăn trong buổi sinh nhật mà thôi. Trên trang fanpage của Mạnh Quỳnh có chia sẻ đáp lại sự quan tâm theo dõi của khán giả khắp nơi, đặc biệt là ở hải ngoại, không đến xem trực tiếp trong các đêm diễn của Mạnh Quỳnh và các con học trò tháng 4 này. Thì đêm nay thứ ba ngày 11 tháng 4, ban tổ chức sẽ sắp xếp trực tiếp để quý vị xem online. Và giá vé online theo như anh Mạnh Quỳnh chia sẻ, Vườn An Nhiên chia sẻ là 300.000 đồng một lượt. Vậy thì những ai là fan hâm mộ của danh ca Mạnh Quỳnh ở xa, chúng ta có thể dễ dàng tham dự đêm nhạc sinh nhật của Mạnh Quỳnh bằng hình thức online nhé, ông bà cô chú anh chị em và các bạn. Và đúng 8:30 tối đêm nay, chương trình phát online sẽ được diễn ra. Đây là một thông tin mới nhất từ FC của anh Mạnh Quỳnh nha mọi người. Riêng thông tin ở bên Mỹ thì Wendy Phạm mới đây cũng có chia sẻ bức ảnh em ấy chụp hình cùng với mẹ trên một chiếc bánh kem. Em có ghi là Happy Birthday Mommy. Và ở bàn thờ mà Wendy Phạm thờ mẹ mình ở bên Mỹ cũng rất đơn sơ nhưng nhìn vào rất là ấm cúng. Fan hâm mộ sau khi thấy những hình ảnh Wendy Phạm nhớ mẹ trong ngày sinh nhật của mẹ như thế này đã làm người hâm mộ xúc động để lại những bình luận: chúc mừng sinh nhật mẹ Nhung yêu thương của con gái Wendy nhé. Cảm ơn nàng thiên sứ Phi Nhung của chúng ta đã đến với cuộc đời này mãi tiếc nhớ và mãi thương. Chúc chị nơi ấy mãi vui và hạnh phúc nha. Và Wendy Phạm có chia sẻ là: mẹ ơi, mẹ có thấy bao nhiêu người còn nhớ thương mẹ không? I love you, miss you so much. Những lời nói ngắn gọn của Wendy Phạm chứa đựng một tình cảm phải nói rất là sâu sắc. Dù mẹ đi xa, Wendy và đàn em đã tổ chức một sinh nhật lần thứ hai vắng mẹ với đầy đủ những tình cảm thân thương nhất. Khán giả cũng đang rất nhớ chị hai, dù bây giờ sinh nhật của chị đã không còn chị nữa. Thương nhớ Phi Nhung nhiều lắm, Wendy ơi, mẹ của con mãi mãi trong tim của triệu triệu khán giả trong và ngoài nước. Ở nơi đó chắc chắn mẹ con sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Video chia sẻ những tin tức của mình đến đây là kết thúc. Rất mong ông bà cô chú hãy tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp Soso TV với nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.